Có nhiều anh chị đang quan tâm về mít ruột đỏ trồng sinh thái nha, hỏi về trung tâm cây giống là có cây mít ruột đỏ, cái cây to cây lớn giống như thế này ha, trồng đi rút ngắn thời gian cho trái. Thì hôm nay thì Ly có đi giao cho chủ đầu tư nè, trồng sinh thái nè, một cây mít ruột đỏ lớn giống như thế này nè đó, cây lớn nha, cây to nha. Thì anh chị là chúng ta mà muốn trồng cây to cây lớn thì bên Ly có cung cấp luôn nha, những cái cây to những cây lớn như vậy á, thì bên Ly số lượng có hạn. Anh chị nào chúng ta cần trồng thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Hôm nay thì bên Ly đi giao cây mít ruột đỏ nè, cây chôm chôm tiếng cường lớn nè, cây đào hồng nhung nè, thêm một cây xoài xoài tượng, một cây xoài thái, một cây xoài úc, một cây nhãn lâm phụng châu. Hôm nay thì bên Ly sẽ đi giao là đi bằng đường xe cẩu nha, giao về thành phố Hồ Chí Minh, anh trồng vườn sinh thái. Thì nơi đây cung cấp tất cả các loại cây ăn trái luôn nha. Cô chú anh chị là chúng ta thích trồng những cái cây giống như thế nào thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên Ly cung cấp đa dạng về cây giống, cây to, cây lớn, cây nhỏ đều có cung cấp cho quý bà con chúng ta luôn. Đây có cây sori nè, cây này là cây na thái. Na thái đang có hoa luôn nè. Đó, cây na thái trồng chậu đang hoa. Đang hoa đang tụng thành trái con rồi. Ly sẽ mời quý bà con chúng ta cùng đi xem mấy bạn đang bó những cái cây gì nữa. Bó tiếp tục cây gì vậy em? Xoài thái. Xoài thái hả? Cây này bán chưa vậy? Cây này nè. Cây này có khách chưa? À đây ha bà con, Ly sẽ giới thiệu cái cây tiếp theo cho quý bà con chúng ta, đó chính là cây quýt đường. Quýt đường trên cây đang có trái nha. Cỡ này là cỡ quýt đường lớn của bên trung tâm cây giống, giá bán là 1,2 triệu, 1,2 triệu một cây. Đang có trái nè. Quýt đường mình trồng chậu mà trái nó sum xuê, trái to nha, trái rất là to nè. Trái này lấy về là mình cũng muốn thưởng thức được luôn nè. Đó, trái nó ửng vàng giống như thế này rồi nè. Cây này thì Ly chốt cho khách rồi, không thôi Ly sẽ hái trái này xuống test cho quý bà con chúng ta rồi đó. Đây ba trái đây nè. Đó, đây trái, đây đây ha. Thì số lượng thì bên Ly còn nhiều lắm nha. Anh chị nào chúng ta thích trồng quýt đường thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Ngoài cái cây quýt đường này ra thì bên đây còn tớp những loại xoài, xoài thì có xoài tượng, xoài thái ha, xoài úc, xoài đài loan, xoài keo, xoài tím ngọc vân ha. Rồi sẽ đi giới thiệu tiếp tục. Bên đây có rất là nhiều loại cây ăn trái, cây cỡ lớn. Đây là cái cây nho thân gỗ. Rồi nhãn tím nè, nhãn tím đang hoa đang trái luôn tại trung tâm cây giống. Cây nào nó cũng đang có hoa hết nha, mùa này là mùa nhãn rồi, đang hoa đang trái nè. Đi vòng qua đây, đi vòng một vườn đi. Thì bên Ly có trồng trong chậu nhiều loại cây lắm, giống như có cây mận hồng nè, mận hồng trồng chậu nè, đó mới trồng xuống mà hoa với trái nè, nó bật ra ha. Trong cây mận hồng thì có trái ăn quanh năm luôn nha. Rồi hồng đen sô cô la, hồng đen sô cô la trên cây nó đang có hoa có trái luôn. Rồi tiếp theo là cây lựu đỏ Ấn Độ. Lựu đỏ Ấn Độ, cây lớn của bên trung tâm cây giống nè. Có những cây một thân một cốt, cây này quá đẹp luôn nè. Đi vô đây quay giùm em ơi. Cây này quá đẹp. Một cốt đi lên, tàn xòe. Đó. Lấy cây giống lỡ lỡ lớn lớn như thế này về là mình có trái ngay luôn ha. Nhãn lâm phụng châu nữa. Rồi vú sữa. Đây nhãn lâm phụng châu đây ha. Đó, bên trong là có cây mận xanh đường. Nhiều lúc cũng quên tên cây giống luôn á bà con, giới thiệu nhiều quá lâu lâu cũng quên. Lụ có những cái cây nó đang có trái luôn. Cây đây là cây khế nha, cây khế. Cái bên thì có mận hoàng yến nè, mận hoàng yến, mận hoàng yến trái sum xuê trên cây nè. Mận hoàng yến này là trái ra quanh năm luôn, trồng kiểng rất là đẹp. Đợt sau nó ra trái thì nhìn cái cây này nó rất là đẹp nha, nó đang có hoa nhiều lắm. À, bên Ly cũng trồng chậu thêm cây lựu nữa nè. Mấy bạn đang bó cây xoài, nho thân gỗ nè. Cây này nó đang có trái nhiều nè, anh quay sát sát vô á, tại vì trái nó mọc trong thân, hoa nó xì xì ra nhiều lắm nha. Nho thân gỗ nó mọc giống như là mọc trái sung vậy đó. Này là nho thân gỗ tứ quý ha,
Nho phong thổ thì mang tính chất phong thủy rất là tốt nha. Cây này cái đế ở dưới nó cũng rất là quái nè. Nó giống như cái hình thú. Nó giống như cái hình thú nha, chỗ này nó bó lên cục nè. Trời ơi, trong kẹt này nó cũng có hoa nữa nè anh Nam. Nè. Đó, trong kẹt này nó đang xì xì nè, những cái mục u này là cái hoa của cái cây á. Thì cỡ lớn như thế này á, thì bên Ly còn số lượng nhiều nha. Cây bên đây nó cũng đang hoa rất là nhiều nè. Rồi lớn. Rồi cái bên là có cây mận ghép hai bo. Mận ghép hai bo thì bên Ly đang cung cấp với cái giá là 1,2 triệu. Còn những cái cây cỡ như thế này á, là 700k một cây nè. Đó, 700k một cây. Anh chị nè, chúng ta quan tâm thích trồng mận ghép hai bo á, thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về Tết những loại cây giống to ha. Có mít nè, có xoài, có mận nè ha. Có nho, có lựu ha. Có quýt đường nữa. Anh chị nè, chúng ta thích trồng thể loại cây giống như thế nào thì gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly là nơi cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và đặc biệt có thu mua luôn trái mít vườn đỏ sao vàng nha. Cô chú anh chị nè, chúng ta quan tâm thì liên hệ trung tâm cây giống nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.